xin chào tất cả các bạn đã quay lại với lại sách Adobe Trang hay còn gọi là Trang Chuối Show, và đừng quên like, share, subscribe kênh của tụi mình nha, vì đây là một trong những cái động lực tuyệt vời nhất cho tụi mình có thể tiếp tục để mà phát triển kênh hơn nữa. Hôm nay tụi mình sẽ nói đến một chủ đề, đó là màng trinh phần 2. Phần 1 mình đã làm rồi, tức nghĩa là phần 1 đã nói về tất tần tật những cái loại màng trinh, cái kiểu hình như thế nào, thì hôm nay tụi mình sẽ nói về màng trinh và nó liên quan đến cái lần đầu tiên quan hệ nó sẽ như thế nào. Thì điểm lại là tụi mình sẽ có màng trinh dạng vòng nè, hay là còn gọi là dạng tròn đó mọi người, sau đó có dạng sàn là dạng có lỗ và một dạng là có dạng bách, tức nghĩa là giống như là nó có một cái đường ở giữa như cái hình lưỡi liềm. Thì các bạn có thể coi lại video cũ ha. Hôm nay mình nói cái điều này á là để giải thích như thế này, có một số những câu hỏi như sau. Thứ nhất là khi mà các bạn nói rằng khi lần đầu tiên quan hệ các bạn vẫn còn ra một ít máu, hoặc là sau khi rách rồi mà nó vẫn còn ra một ít máu mà máu nâu, thì không biết là có bị gì không hay là có viêm nhiễm gì không. Nhưng mà thật ra thì sẽ tùy theo một loại màng, những loại màng trinh khác nhau, thì có khả năng rằng khi các bạn ra kinh nó ra chưa hết, cho nên những cái lần quan hệ đầu tiên thì nó sẽ ra hết những cái phần kinh mà các bạn chưa ra hồi trước, được không? Tức nghĩa là khi mà các bạn cứ nghĩ là cái màng nó vậy đi, nó không xuyên qua hết được, được chưa? Nó không xuyên qua hết được thì nó sẽ giữ lại. Thì khi các bạn quan hệ, các bạn làm nó rách ra thì từ từ nó sẽ ra hết, nó sẽ làm sạch luôn. Đó là lý do đầu tiên của cái việc mà nó có cái màu. Vậy cho nên là đừng bao giờ cảm thấy lo lắng quá ngay lúc đó. Mà nếu như rằng nó là sau 1 tháng hoặc là 2 tháng, sau 10 lần các bạn quan hệ mà nó vẫn như vậy thì các bạn nên đi khám ha. Cái số 2 nữa, đó là đối với lại màng trinh, có nhiều bạn nghĩ rằng đó là chị ơi không biết tại sao mà em không có rách màng trinh, hay là chị ơi sao mà mỗi lần em quan hệ tới lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 mà em vẫn còn rất là đau. Chuyện này cũng khá là bình thường cho mọi người. Đầu tiên á, nếu như các bạn chưa quan hệ tình dục thì lời khuyên của mình lớn nhất đó là các bạn hãy xem coi màng trinh của mình nằm ở dạng nào, được không nào? Có thể các bạn chỉ thấy nó là một cái hình tròn thôi, đó là chuyện rất bình thường luôn, thì nó là dạng vòng, được không? Nó là dạng vòng, nó là hình tròn. Thì những bạn nào mà thường là dạng vòng hình tròn như vậy nha, các bạn thường nó sẽ chia thành nhiều loại, mà trong đó có một loại đó là nó hơi dày và nó rất là dai, thì không phải lần đầu tiên các bạn quan hệ là sẽ rắc được đâu, mà nó phải là lần thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, tùy theo mỗi một người khác nhau, được không? Có những bạn phải quan hệ đến lần thứ 3, thứ 4 hoặc thứ 5 rồi các bạn mới cảm thấy thoải mái được. Bởi vậy những cái lần quan hệ đầu tiên nếu như các bạn vừa cho vào được, thì có nhiều bạn hỏi là chị ơi em cho vào được 1/3 rồi thì có ok không? Thì thật ra qua 1/3 là nó đã qua rồi đó mọi người, được không? 1/3 hay là hết dương vật thì nó cũng vậy thôi, qua được là nó đã giãn được cái phần màng trinh ra rồi. Vậy thì những bạn nào mà phải lần 2, lần 3 mà vẫn còn đau thì các bạn cứ yên tâm ha. Các bạn cố gắng sử dụng nhiều lúc hơn, nhiều lúc á, chơi bôi trơn giống như là mình đã nói. Và sau đó là các bạn sẽ cố gắng những lần này lại tiếp tục tập bài tập thở như lần đầu tiên quan hệ, có thể coi lại tập là cái tip của những lần đầu quan hệ như thế nào. Thì cứ làm đi làm lại như vậy cho đến khi các bạn cảm thấy thoải mái. Còn nếu như bây giờ có một số bạn lại có một trường hợp tiếp theo, đó là các bạn cảm thấy rằng là em sợ đau quá, em chịu không nổi. Em không vượt qua được. Thì câu đầu tiên á, mình sẽ nói là ok, không có cái gì mà dễ dàng hết, cho nên thành ra nếu các bạn không cố gắng thì không ai giúp được các bạn cả. Hoặc là các bạn có một cái ý thứ hai các bạn có thể làm, nhưng mà mình thấy cái này nó khá là mắc cười và dễ thương. Thì nếu ai cảm thấy đau quá thì ok, các bạn có thể làm một cách khác, đó là các bạn đi tới các cái phòng khám hoặc là bệnh viện hoặc là clinic, được không? Mà về có những cái vấn đề về phụ sản để nhờ bác sĩ tư vấn, trong đó sẽ có một việc, đó là việc cắt màng trinh. Thật ra có nhiều bạn khi mà dày quá không thể nào mà quan hệ được, nhất là khi các bạn đã có chồng rồi và không có thể quan hệ được, thì một trong những cái mà bác sĩ ở Việt Nam sẽ có cho các bạn lời khuyên, đó là cắt màng trinh để cho nó dễ chịu hơn một tí. Ok, vậy thì sương sương đi qua lại hết cả cái video này, mình nghĩ rằng mình đã giải thích gần hết những cái câu hỏi mà các bạn rất là lo lắng cho lần đầu tiên quan hệ, nhất là cái vụ mà máu me ít ít á đó, cái đó nó sẽ hết thôi, nó sẽ hết thôi mọi người, nhớ nha, nó chỉ là cái máu kinh động lại. Và cái điều cuối cùng trước khi mà mình kết thúc cái video này, đó là sao sẽ có một số bạn cảm nhận rằng là ok chị ơi, tại sao máu nó không tràn ra ngoài giường như là trên phim. Thì chuyện cũng bình thường thôi, như video trước mình đã nhắc rồi, tức nghĩa là mỗi một người sẽ độ mỏng dày khác nhau, cho nên là cái máu nó cũng sẽ rất là khác nhau. Mình giả sử như đối với bản thân của mình, khi lần đầu tiên mình quan hệ tình dục và lần đầu tiên mà màng trinh của mình bị rách, thì mình không có chảy máu ồ ạt đâu mọi người, không hề có bất kỳ một cái máu tươm gì ở trên
giường hết. Mà khi mình đi vào, mình đi vệ sinh và mình rửa, mình dùng giấy để mình chậm thì lúc đó mình mới thấy máu thôi. Vậy thì sẽ có người dày mỏng khác nhau, những cái hình thù khác nhau, nó sẽ ra những kiểu khác nhau. Bởi vì các bạn hãy cảm thấy thoải mái với chính bản thân của mình. Và đừng quên, nếu ai mà còn chinh thì đừng quên xem màn chinh của mình như thế nào nha. Vì đó sẽ là một cái điều mà một khi nó đã rách rồi thì không thể nào mà coi lại được. Rồi ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người sẽ có một ngày tốt lành. Bên cạnh đó là đừng quên gửi thật là nhiều những cái comment hoặc là gửi những cái câu hỏi cho tụi mình, vì tụi mình sẽ dùng những câu hỏi đó để có thể sản xuất ra nhiều những cái video hay hơn dựa trên cái nhu cầu của các bạn ha. Rồi, bye bye.